cả xóm hốt hoảng giải cô bé trai bị kẹt cửa cuốn, suýt nữa thì hối hận không kịp. Trong lúc cố gắng bò ra ngoài chơi, một bé trai đã bị mắc chân vào chiếc cửa cuốn đang hạ, khiến em kêu khóc thảm thiết. Vụ việc làm những người trong xóm hoảng hốt phải vội gọi nhau ra giải cứu. Theo những người hàng xóm có mặt kể lại, tại thời điểm gặp sự cố, bé trai đang ở nhà một mình và em muốn đóng cửa để ra ngoài chơi. Tuy nhiên do không có chìa khóa nên em chỉ có thể đóng chiếc cửa cuốn bằng phím cơ bên trong nhà. Chính vì vậy mới có việc chiếc cửa cuốn đóng xuống thì em mới chui ra ngoài. Không may khi đứa trẻ gần bò được ra đến vỉa hè thì bị mắc chân vào chiếc cửa khiến cậu bé khóc lóc thảm thiết. Chính vì tiếng kêu này, rất nhiều người hàng xóm đã vội chạy đến giải cứu và phải rất vất vả, đứa trẻ mới được giải cứu ra ngoài an toàn. Được biết, thời gian bé trai gặp nạn, bố đứa trẻ đang đi đá bóng trong khi mẹ đang đi giải quyết công việc riêng. Các bạn nghĩ sao về tình huống trên? Hãy để lại bình luận ngay bên dưới video và nhấn vào nút đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất xung quanh cuộc sống của chúng ta nhé! Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.